cỡ gặp chú mà thấy chú nằm ở đây mà chú nhà gần đây không? Quận 6 hả? Quận 6 hả? Quận 6 rồi, nhà nhà cũng còn không? Hết rồi, bán hết rồi. Bán hết rồi hả? Rồi gia đình chú sao chú? Người nơi á. Con vợ con chú đâu? Người nơi hết rồi. Người hết rồi. Cái rượu này là chú uống hết vậy? Người ta cho, mới cho đó. Ta mới cho hả? Chú mang em có cái cặp gì hả? Alo. Chú cho hỏi thăm là chú di chuyển từ ở đâu lại đây? Sao á? Nghĩa là chú đi mấy ngày rồi mà tới đây? Hai ngày. Hai ngày tới đây hả? Ồ, thấy chú gì vậy? Cậu chứ hả? Có cho mấy chục mua mì gói ăn đây. Dạ dạ thì con hỏi thăm chú chứ con cho tiền chú nha. Cho chú tiền chú mua đồ cơm đồ ăn. Dạ. Đó đi. Dạ dạ dạ. Để cho à, chú sao không con cái gì không nuôi chú sao? Okay, cái nhà thì hiện tại giờ Duy Minh đang có mặt trên một cái tuyến đường đi lên thành phố á cả nhà. Nhưng mà khi mà mình đi ngang á là mình thấy một cái chú á, là không biết là chú là người vô dân cư cái gì á, thấy chú nằm vắt da vắt dưỡng á, bên cái gian đường á, cho nên là mình ghé đây rồi mình định quay lại mình lỡ mình hỏi chú coi như thế nào, mình quan sát coi chú có bị gì không cả nhà. Mình cảm thấy chú giống như là cái một người vô gia cư gì đó mà mình chạy hút đi một đoạn rồi, giờ mình sẽ cùng quý vị giả đảo lại đó để quay coi cái hoàn cảnh nó bị như thế nào em cả nhà, tìm hiểu cái hoàn cảnh đó, nó coi ra sao giống như người vô gia cư đúng không cả nhà. Dạ nằm bên kia bà đó quá vậy. Hôm qua gì cũng nói có ông ở chỗ đây không? Dạ. Thăm đèn, thăm lét, đổ lên nó ngồi dưới đá nó chịu hỏi bây giờ con mình nhà ở đâu rồi. Con bấm ra con không biết điện, con bấm điện thoại đi cái đèn gì. Bây giờ con thấy có con ngựa nằm ở không có cây cậu gì mà có cái cặp mà con không biết phải người vô chỗ đưa mà giờ con đảo rồi đó. Biết ông già hay là mẹ quá, thấy
một cái chai rượu nữa đó nè. Chú có một cái chai rượu thuốc nữa anh theo. Rồi, chai rượu thuốc. Không biết chú này muốn là người như thế nào mình không biết nữa. Để mình lại mình tìm hiểu hay là mình lại kêu thì gì á? Lại kêu đi. Giờ lại kêu đi. Con cái chú biết không? Nó bỏ đi nơi rồi. Con
con cái chú là không biết chú đi gì hết không? Không biết chú ở đâu. Chú tên là họ tên chú luôn á là tên gì đó không? Trần Khánh Sang. Trần Khánh Sang hả? Là Trần Khánh Sang ở quận 6. Nhà cổ bị bán rồi. Rồi người nó hết chú có mấy người con chú? Hai người con hả? Okay, mọi người ơi thì mình thấy cái chú này không biết là chú là người nhà cổ ở quận 6 á, chú tên là chú tên Sang, mà chú có hai người con nữa, chú bỏ nhà đi ở đây nè, nằm ngủ bờ ngủ bụi đây nè cả nhà. Thì không biết khi mà chú đi gì á rồi gia đình của chú, vợ con chú có biết không à. Thì mình cũng tình cờ cũng đi ngang đây thôi, thì mình gặp cái hoàn cảnh khổ gì thì mình chia sẻ cho cộng đồng mạng, nếu mà bà con cô bác cộng đồng mạng có xem được cái video của chị Minh á, hãy chia sẻ mạnh tay, đừng có thể mà chú đây tìm được lại cái gia đình của chú cho con cái của chú thấy thì có thể là rước chú về, chứ thấy chú ở đây tội lắm cả nhà ơi, chú nằm gì đó rất dơ rất dưỡng rất là tội luôn. Nằm vậy đó, chắc là chú buồn cái gia đình đó, sao đâu đó. Nè thì nãy giờ mình cũng có hỏi thăm chú rồi, thì chú la chú mệt quá cho nên là chú không có chia sẻ được nhiều nữa cho mình, cho nên mà chú la để cho chú nằm nghỉ một tí đi, thì mình cũng có gỡ 300.000 cho chú, đừng chú có cái được cái đồng tiền đừng ăn qua ngày cả nhà. Chú nói thì trên đường chú cũng đi sơ sinh gì đó, tới đâu thì chú sinh tới đó luôn. Thì cả nhà có xem được video của Duy Minh thì hãy chia sẻ cho chú, mình thấy rất là tội luôn nè. Ở đây là chỗ cái đường, ở đây là đường Lê Quân Phương phải không ta? Đường Lê Quân Phương 768 Lê Quân Phương, khu phố 7, phường Thới An, quận 12 cả nhà. Đây là thuộc quận 12 à. À, đây để mình quay ra đường cho cả nhà xem. Xe chạy tấp nập luôn cho nên là mình nói cũng không có rõ, xin bà con hãy thông cảm nha. Thì về bữa nào mình chắc mình mua cái mít quá cho nên là mình đang kiếm mua một cái mít, cho nên là thấy hoàn cảnh của chú nè quá khổ luôn. Chú mình cũng tính chia sẻ hỏi thăm cặn kẽ chú, nhưng mà chú nói mệt quá, chú cho chú nghỉ mệt đi, nên là mình không muốn làm phiền chú nữa. Thì mình cũng đang đi công chuyện, mình cũng ghé tí thời gian là đừng chia sẻ cái hoàn cảnh của chú, mong cả nhà hãy xem được video của mình và chia sẻ mạnh tay để cho chú tìm được lại người thân á, cho người thân của chú á mà thấy được á cả nhà, cho người thân của chú thấy được thì đưa chú về nhà, chứ thấy chú bỏ gì rất là tội luôn cả nhà ơi. Đây là gần gần đối diện quán Minh Quang khu 6 nè, đối diện cái quán mà
cái quán mì Quảng á cả nhà, với cái quán tạp hóa cà phê. Nè ở đây nè có cái địa chỉ ở Hoàng Đức, Hoàng Đức văn phòng giao dịch bất động sản cả nhà, chỗ đường Lê Quang Khương, khu phố 7, phường Thới An, quận 12 cả nhà. Nhà chú mình thấy chú rất là mệt luôn rồi, nhìn thấy chú tội quá tội luôn á. Mình thì mình chỉ giúp trong khả năng của mình thôi. Nếu mà bà con mà xem video này, nếu mà thấy thương chú á, thấy hoàn cảnh chú vậy khổ á, thì hãy chia sẻ mạnh tay, đừng cho cái người thân của chú là con của chú nói chú có hai đứa con và người vợ, nhưng mà nhà thì bán hết rồi ở quận 6 cả nhà. Đừng chia sẻ cho chú cái con của chú rước chú về mới được, chứ thấy gì nguy hiểm quá. Nãy mình có kêu chú là dắt chú đi ăn mà chú không chịu, chú nói ăn rồi, chú chỉ nhận tiền thôi. Đấy nhờ, thấy quá tội luôn. Thì ok cả nhà, thì mong một lần nữa thì mình Duy Minh cũng xin cả nhà chung tay chia sẻ giùm, thì để mình còn đi công chuyện nữa, nhưng mà tại vì chú không có muốn chia sẻ, chú đang buồn và chú mệt cho nên là chú không muốn tiếp chuyện mình, thì thôi mình cũng xin hẹn quý vị khán giả một cái video tiếp theo nha. Thì qua video này mong quý vị khán giả chia sẻ mạnh lên, đừng cho mà con của chú được gặp. Rồi xin chào tạm biệt. Nếu thấy mà video này hay và có ý nghĩa thì cho Duy Minh một like, một đăng ký, một chia sẻ để Duy Minh có thể là tìm lại cái người thân của chú nha cả nhà. Nếu mà người thân của chú mà có biết thì hãy liên hệ qua số điện thoại của Duy Minh, đừng Duy Minh có thể là tìm chú lại trên cái con đường này. Và xin chào, hẹn quý vị một video tiếp theo nha. Xin chào tạm biệt, bye bye.